Sáng mà chẳng qua bà cháu cho bà cái đèn này, cái đèn này sáng lắm, đây này, đèn sáng lắm đây. Cháu nhưng cho bà cái đèn không này. Có tiền cho đâu cháu. Không, đây cháu cho bà mà, đấy, cháu cho bà đấy. Có gì đâu. Tiền gì? Cuốn, đỡ chưa? Đây cháu cho bà thêm 100 này. Cho bà thêm 100 nữa. Bà cầm đi, bà cầm đi. Về đây là tốt rồi. Không, đây cháu mừng tuổi bà. Cháu mừng tuổi bà. Vâng, mừng tuổi bà, cầm lấy nhá. Không đấy. Có gì hơn hết chỉ vâng. Cho anh ơi thôi. Em gửi anh 500 mua thuốc ăn thêm nhá. Ôi. Đấy em gửi anh này anh em ơi. Đây em ơi anh ơi chờ. Em gửi này ồ chờ. Mấy gì đâu vâng. Không có được à chờ còn gì nữa không cháu cho anh nhá, anh mua thêm tầm bổ anh ạ xong rồi mua thuốc uống để lần sau nó khỏi bệnh anh nhá mời cháu ơi đấy về nhà anh ấy rồi đây hả nhà thì cũng ra được cũng điều kiện anh ạ không có đấy đâu cái món kia được chưa đấy, đấy nhà tôi ôi, bà cất đi cất đi sao cháu cho bà cả cái đèn này nhá xong rồi bà nhưng mà cháu không có cục sạc cháu cho bà đấy nha đấy về nhà em đâm nhà anh đấy này à kết thúc hành trình anh em nhá anh à uống nước đi anh sức khỏe anh nhá chị uống nước đi 4 giờ hơn mới xong à anh sinh năm bao nhiêu 80 ấy. 80 xong mà trẻ trước tuổi đấy. Bệnh tật nó đấy nhỉ. 80. Em 86. Em ít tuổi hơn anh chị. Em vâng. Anh bị như thế nào, bị bệnh gì? U phổi à? Thế bây giờ xuống xả trị à? Vâng, phế quản. Hóa chất đâu. À hóa chất à? Nó dụng hết tóc của anh nhỉ? Hà mùi nhỉ? À, hà mùi nhỉ? Ba thứ á? Thế thì làm sao mà đấy, đến khổ nhiều vậy? Ba đợt là hết tóc rồi à? Ừ. Biết làm sao được anh à? Cố gắng rồi. Em thì em tên Tuấn. Vâng, em thì hôm nay... Anh Hoàn bảo có dịch vụ này thì anh Hoàn lại liên hệ cho thì mới biết. Vâng. Em này thì em tên Tuấn, em ở Thanh Hóa kia thì anh đấy liên hệ với em thì anh chị thì hôm nay xuất viện thì em anh liên hệ cho hỗ trợ cho anh một chuyến xe về Lạng Sơn, Tràng Định Lạng Sơn anh nhỉ? Thì em thì em hỗ trợ chuyến xe cho anh chị về đến Tràng Định Lạng Sơn là 0 đồng anh nhá. Không mất được 1.000 nào hết anh nhá. Đấy. Là chuyến xe này kinh phí là do em bỏ tiền hết nhá. Toàn bộ mọi thứ thì em bỏ tiền một xanh. Không kêu gọi, không quyên góp của ai nhá. Đấy là em cá nhân thôi. Thì em sẽ đưa anh chị về đến nhà, đến nơi, đến chốn. Không lấy anh chị 1.000 nào hết. Anh chị nhá. Cảm ơn. Vâng. Chú ý chuyên làm từ thiện. Là tiền túi chú bỏ ra, chú không có kêu gọi cộng đồng gì cả. Nên là chú có cái tinh thần cho đi rất là tốt. Thì hôm nay anh Hoàng xem ở trên mạng ấy. Thế anh bảo là thôi mình tranh thủ ngồi uống nước tí đi anh ạ. Tranh thủ uống nước tí xong rồi mình uống nước em ơi. Vâng, anh uống nước anh ạ. Thôi thì mình cũng uống nước tranh thủ cái đi rồi răng mình có về cho sớm cho tí là đỡ tối. Tối vào là đường xá nó lại khó đi anh ạ. Để anh cái đấy nhá. Vâng, để em chạy xe nhá, mang đồ em gọn thôi xong rồi ta đi nhá. Hello anh em nhá, hello mọi người nhá. Hôm nay thì em trai Tuấn của Mã 36 lại có một chuyến xe từ thiện 0 đồng nhá, từ thành phố Thái Nguyên, bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên về đến anh thì về đến đâu? Gia Bình Lạng Sơn anh nhỉ? Lạng Sơn. Chỗ nào Lạng Sơn Bình nhỉ? Gia. Bình Gia Lạng Sơn anh em nhá. Bình Gia Thiện Long. Ok. Rồi, chúc anh và gia đình luôn luôn thật nhiều sức khỏe nhá. Mong sao có một phép màu nào đó thì đến với anh thì bệnh tật nó xua đi và nó sẽ mạnh khỏe. Vâng. Ok anh. Thôi, anh em mình bắt đầu lên đường anh nhá. Vâng. Vâng.